Các bạn thân mến, xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các em ở trong phần phát trực tiếp này. Và chị rất là hy vọng là các bạn nhỏ của chị thì đã có thể lên để xem phần phát trực tiếp này rồi. Bởi vì đây là một cái phần phát trực tiếp khá là muộn. Nhưng mà chị cũng hy vọng là các bạn vẫn có thể đón xem phần phát trực tiếp này, được không ạ? Hiện tại thì chị Hiên đang ở đây cùng với các em. Thế nên là chị có rất là nhiều câu chuyện. Ơi, nếu như mà các bạn vẫn còn thức thì ngay lập tức các bạn hãy vào đón xem phần phát trực tiếp này của chị nhá, được không nào? Hình như cái phòng này nó hơi vang, đúng không? Các em có cảm thấy thế không? Chị mở cái cửa lên nhá. Sự vừa mở cửa thì nó bớt vang luôn. Xin chào các bạn thân mến, rất vui ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các em. Vừa buổi tối hôm qua thì chị đã phát trực tiếp với các bạn về cách là làm như thế nào để chúng ta có thể sử dụng nhận định một cách thật là phù hợp để đưa vào phần mở bài, thân bài và kết bài của mình rồi, đúng không nào? Ở trong buổi tối ngày hôm nay, chị rất hy vọng có thể cùng với các bạn giải đáp cho các em những thắc mắc mà các em đang gặp phải trong vấn đề học văn. Bởi vì rất là ít khi chị chia sẻ với các bạn và rất là ít khi chị lắng nghe những cái khó khăn của các em. Thế nên là ngày hôm nay chị hy vọng là các bạn, nếu như mà các em đang có khó khăn trong bất cứ vấn đề học văn nào và cần chị tư vấn thì có thể đặt câu hỏi tại đây, chị sẽ giải đáp cho tất cả các bạn nhé. Ok, xin chào Tiến Thành, xin chào Phương Thảo, xin chào Hoa Lộc. Thả tim cho chị à? Các bạn ơi, các em đã lên chưa? Các bạn đã lên chưa nhỉ? Hiện tại thì vẫn còn khoảng 30 bạn đang xem phần livestream này. Nói chung là thế là vui rồi, đúng không ạ? Thế là vui rồi. Ít ra thì vẫn còn livestream, chứ chị không phải ngồi đây và nói một mình. Thế nên là có bất cứ một cái khó khăn gì ở trong vấn đề học văn thì các em hãy nhanh chóng comment, để lại comment tại đây giúp chị nhé. Chị sẽ cùng với các bạn giải đáp và chúng ta sẽ cùng tìm cái hướng đi để làm thế nào chúng ta sẽ học văn tốt hơn và yêu môn học này nhiều hơn, được không ạ? Rồi, xin chào Thương Chu, xin chào Thảo Linh, xin chào Nhung. Ok, xin chào các bạn. Vẫn còn một số bạn 2K1 thì vẫn xem phần livestream của chị, phải không nào? Nào, nghe chị hay quá nên tiếp tục nghe à? Các em nhé, cảm ơn Dương Quang. Xin chào Cẩm Nhung. Các bạn ơi, chị... chính xác, cuối tuần này thì khóa online chính thức bắt đầu. Và đây là một cái khóa online hứa hẹn một cái lộ trình học siêu thú vị, một lộ trình học hoàn toàn khác biệt. Và thêm vào đó thì chúng ta sẽ có sự đồng hành của cả team Học Văn Chị Hiên luôn. Bất cứ khi nào cần thì đội hỗ trợ của Học Văn Chị Hiên đều đến bên cạnh các em nhanh nhất. Thế nên là khi nào thấy khó, hãy gọi chị ngay nhá. Hãy gọi chị ngay, cả khi không khó, được không ạ? Cuối tuần này thì khóa online bắt đầu rồi, được không nào? Đặng Linh Chi, chị đã thấy câu hỏi đầu tiên của các bạn dành cho chị. Câu hỏi của Linh Chi như sau: em học chuyên văn nhưng đang bất lực quá, chuyên đề học khá nặng, kiến thức nhiều, em không biết phải bắt đầu từ đâu chị ạ. Chị nghĩ rằng là suy cho cùng thì môn văn nó cũng là một cái môn khoa học, nó thuộc về khoa học xã hội chứ không phải là khoa học tự nhiên giống như các môn khác. Thế nên là nếu như mà toán lý hóa chúng mình có những cái công thức thì môn văn thật ra chúng mình cũng có thể tìm ra những cái công thức, được không ạ? Thế nên chị nghĩ rằng việc quan trọng nhất là chúng ta không nên vội vàng. Nếu như chúng ta đang học theo các chuyên đề thì hãy từng bước đi sâu vào các chuyên đề, từng bước vào tìm tòi, đi vào việc tìm tòi thì chị nghĩ là nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Đối với mỗi chuyên đề trong cái cuốn vở của mình, em có thể thể hiện bằng những cái hình thức khác nhau. Ví dụ như là em có thể vẽ những cái hình ảnh minh họa vào đấy, em có thể chép những cái trích dẫn mà em cảm thấy hay, tự em tìm hiểu được về cái chuyên đề đó vào trong cuốn vở của mình thì khi em mở vở ra em học, em sẽ cảm thấy thích thú hơn rất là nhiều đấy, được không nào? Thế nên là em hãy thử làm như thế xem sao nhé, Linh Chi nhé. Rồi, Thương Chu, Em thích chị từ lần đầu tiên nghe radio 30 năm này mất của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. À, chị có một cái radio rất khá là hay. Đó là cái radio được đăng vào ngày kỷ niệm ngày mất của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Và chị cũng không ngờ rằng là nhiều bạn lại tìm tới cái radio đó như vậy. Nếu như mà các em cảm thấy hứng thú thì có thể vào kênh YouTube của chị. Đó là kênh YouTube Học Văn Chị Hiên để chúng ta xem nhiều video clip của chị hơn nhé. Rồi, khóa học online dành 2K2 thôi à chị? Em 2K3 muốn tham gia được. Anh Nguyệt ơi, có lẽ là chúng mình phải đợi đấy. Tại vì đây sẽ là khóa học dành cho các anh chị 2K2 thôi. Câu nào còn lại về cái thời gian của chị vẫn đang, chị có rất là nhiều việc thế nên chị chưa sắp xếp được. Nếu như mà em muốn học vượt thì em cũng có thể tham gia khóa học này nhé. Thì em cứ nhắn tin cho fanpage để được admin giải đáp nha. Rồi, Lê Thị Cẩm Nhung, khóa học online là gì chị ạ? Là gì ạ? À, Cẩm Nhung ơi, tại sao lại em có thể bỏ lỡ một cái thông tin thú vị như thế nhỉ? Nhanh chóng nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên nhá. Nhanh chóng nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để có thể nhận được thông tin đầy đủ nhất về khóa học cực kỳ đặc biệt này của chị. Khóa học bên nhau trọn đời luôn, được không nào? Rồi, xin chào Khánh Dương, xin chào Linh, xin chào Hoàng Anh. Ok các bạn ơi, để lại cho chị những cái thắc mắc của các em nhé. Vì chị biết là trong quá trình học của các bạn thì các em có rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thắc mắc. Và chị muốn là sẽ là người cùng với các bạn đi giải đáp những cái thắc mắc như vậy. Rất là hiếm khi chị Hiên có cơ hội ngồi trò chuyện cùng với các bạn như thế này. Nên chị mong rằng là các em sẽ tận dụng cơ hội này để chúng ta có thể học văn tốt hơn. Và chúng ta tìm ra những cái cách chúng ta học văn thông minh hơn, được không nào? Ôi, tại sao chị lại thấy bị tơ thế này nhỉ? Xin chào Hoàng Anh, xin chào tim lá ú đời chị ra giết. Các bạn chắc hẳn là đang hỏi tim lá ú là tim gì? Tim lá ú là tim lớp VIP của chị Hiên. Các bạn ấy vẫn đang đợi chị. Ngày hôm nay thì công tác chuẩn bị cho lớp học văn online đã sẵn sàng rồi. Chị trợ lý của chị đã ngồi để bắt đầu phân lớp, phân nhóm. Lần này học văn thực chiến chúng ta sẽ có những cái nhóm bạn đồng hành. Và chị nghĩ là với một cái phương pháp học văn có những nhóm bạn đồng hành như vậy thì sẽ thúc đẩy các em rất là nhiều, được không ạ? Đừng để cho nhóm mình có thành tích không tốt. Đôi khi chúng ta làm việc vì một mình chúng ta thì chúng ta cảm thấy không có gì nặng cả. Nhưng nếu như chúng ta làm việc vì một tập thể thì chắc chắn các em sẽ có ý thức trách nhiệm hơn rất là nhiều. Hiểu được điều này, thế nên khóa học online tới đây của chị sẽ có rất là nhiều những điều thú vị. Và điều thú vị đầu tiên đó là chúng ta sẽ học theo nhóm. Ok không nào? Nhá. Thanh Hiền ơi, về bộ sổ tay văn học của chị thì em có thể nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên nhé. Ok Mai Hà Tiến, chị rất hy vọng có thể gặp được em ở trong lớp trong buổi học đầu tiên. Ok không nào? Rồi, cảm ơn Cẩm Nhung. Không có gì nhé Cẩm Nhung nhé. Ok, xin chào Thanh Lam, xin chào Đăng Toàn. Lâu lâu chị đăng bài lên được không chị ơi? Như Văn chẳng hạn. Ô, chị vẫn thường xuyên đăng bài mà, được không ạ? Vì Văn và sự trượt đại học à? Ok, xin chào Hải Dương, trời ơi ngủ muộn đấy em. Rồi, các bạn ơi, sắp tới chị sẽ có một cái dự án rất là thú vị mà chị rất là cần sự chung tay của tất cả các em. Đây là một dự án free cho tất cả mọi người và chị hy vọng rằng là dự án này sẽ đem tới những cái giá trị lợi ích cho các bạn. Còn dự án này là dự án gì thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên nhé. Hứa hẹn đây sẽ là một cái dự án thu hút hàng nghìn bạn học sinh trên cả nước năm nay đi đại học. Và chị hy vọng là dự án tới đây của chị, sau khi mà chị kết hôn xong thì có thể giúp cho các bạn học văn dễ dàng hơn, được không ạ? Và yêu thương môn học này hơn. Có gì đâu mà phải sợ văn nhỉ? Bởi vì môn văn là một môn rất là thú vị các em ạ. Môn văn là một bộ môn rất là thú vị. Môn văn là một môn mà giúp cho chúng ta nhìn thế giới bằng một cặp mắt khác, không phải là một cặp mắt màu hồng giống như những gì mà các em đang suy nghĩ đâu. Các bạn ấy thường bảo là học văn là những người mà luôn luôn suy nghĩ mọi thứ màu hồng, nhìn mọi thứ đều màu hồng. Không, chị là một người học văn nhưng mà chị nhìn cuộc sống rất thực tế và chị nghĩ rằng là rất nhiều bạn học văn cũng như vậy, được không ạ? Học văn chỉ là giúp cho cái diễn đạt của chúng ta lưu loát hơn, cách sử dụng từ ngữ của chúng ta gãy gọn hơn. Có rất là nhiều những cái điều thú vị mà các bạn có thể tìm thấy từ việc học văn nữa. Nên chị hy vọng là các bạn sẽ yêu thích môn học này chứ không cảm thấy chán nản với môn học này nhá, được không nào? Ok, các bạn ơi nhanh chóng gửi những câu hỏi của mình tới đây cho chị nhá. Được không nào? Nhanh chóng gửi những cái câu hỏi của các bạn tới đây cho chị. Thì chị đang muốn cùng với các bạn giải đáp. Được không nào? Học văn làm sao cho hiệu quả hả chị? Chúng ta sẽ cần cái lộ trình. Bởi vì nếu như mà không có một cái lộ trình khoa học thì các em sẽ rất khó để đạt được kết quả, đúng không? Bao giờ cũng vậy, nếu như xây một ngôi nhà mà không có bản thiết kế thì chúng ta không biết xây như thế nào. Nấu một món ăn mà không có phương pháp nấu thì chúng ta cũng sẽ không biết là làm thế nào để ra được cái món ăn đó. Nếu như mà chúng ta có phương pháp thì cái việc học của chúng ta sẽ dễ rất là nhiều. Thế nên chị cực kỳ là hy vọng các bạn sẽ có một cái lộ trình học văn thật là khoa học cho chính bản thân mình. Ôn như thế nào, làm thế nào để ôn hiệu quả. Ok không? Rồi, xin chào Lê Lộc, xin chào em. Và em yếu quá. Hãy chú trọng vào lộ trình thu xương nhé. Được không nào? Chị ơi, những bài thơ đọc thêm cho chương trình 12 mình có cần học thuộc không ạ? Cần chứ, bởi vì nếu như mà trong bài viết của các bạn có những cái phần liên hệ ở mở rộng thì chắc chắn nó sẽ hay hơn rất là nhiều đấy. Và đó cũng sẽ là cái cơ hội, tăng thêm cái cơ hội để các bạn sẽ được 8,5 văn, 9 điểm văn hoặc là hơn 9 điểm văn. Thế nên là chị nghĩ là các em cũng cần phải quan tâm tới điều này, được không ạ? Văn tốt nhưng đến khi nó hay thuyết trình không tốt thì phải làm sao ạ? Cái này thì nó liên quan từ cái kỹ năng mềm của mình, được không nào? Thật ra đứng trước đám đông để trình bày về một vấn đề đối với rất nhiều người là một trong những cái câu chuyện cực kỳ là khó khăn. Chị nghĩ rằng là chúng ta cần rất nhiều thời gian để cải thiện điều này, và kỹ năng thuyết trình là một trong số những cái kỹ năng cực kỳ cần thiết khi mà các bạn lên học đại học và các bạn đi làm bất cứ nơi nào. Nên là nếu như mà các bạn muốn chị chia sẻ thêm về kỹ năng thuyết trình với các bạn chẳng hạn thì các em có thể đề xuất để chị có thể giúp cho các bạn thêm cả mảng đó nữa nhé. Vì mặc dù chị nói không được hay cho lắm nhưng chị cũng không phải là một người quá nhút nhát khi đứng trước đám đông. Nên là chị hy vọng là với những cái kiến thức mà chị đã có trong quá trình hoạt động những câu lạc bộ ở trong thời sinh viên của mình thì chị có thể giúp được cho các em. Ok không nào? Chúng ta sẽ có những cái chuyên đề rất là thú vị, được không ạ? Chị nghĩ là như vậy, chúng ta sẽ có những cái chuyên đề rất là thú vị cùng với nhau đấy. Ok chưa? Tí thì em đi ngủ. Các bạn thân mến, buổi tối ngày hôm nay chị muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện khá là đặc biệt. Rất là ít khi, các bạn có thể thấy rất là ít khi thì chị Hiên chia sẻ những cái câu chuyện về đời tư của mình, phải không ạ? Đặc biệt là chị chẳng bao giờ nói chuyện với các em về cuộc sống của chị như thế nào, hay là tình yêu của chị ra sao cả. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện. Chị không biết là câu chuyện này thì có truyền cảm hứng cho các em hay không. Và chị hy vọng là nếu như mà ở một nơi nào đó, nếu như các bạn đang nghe được câu chuyện này, không chỉ là ở Hà Nội, có thể là ở Hà Nam, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Lạt hay bất cứ một nơi nào, thì chị hy vọng là câu chuyện mà ngày hôm nay chị kể cho các bạn sẽ là một câu chuyện mà chúng ta có được những điều thú vị. Các bạn có muốn nghe chị kể chuyện không? Các em có muốn nghe chị kể chuyện không? Các em có muốn nghe chị kể chuyện không? Làm sao để học tốt lý luận văn học? Không còn cách nào khác là chúng ta phải đọc nhiều, nghe nhiều và viết nhiều thôi. Đó là 3 điều. Kết nối kém. Sao lại thế nào? thế nhở? Ừ, chị cũng không thấy gì cả. Chị 6 thuyết